Mời cả nhà ăn sáng nha. Mời nhà ăn sáng. Vừa mới làm bánh mì nè các bạn, với lại trứng với lại bacon ha. Mr. Hùng nè, trời ơi giao cho ổng một phát. Cháy đen luôn. Ổng là ai? Nãy giờ con vô đây con ngồi nhanh lên đi. Dạ ba. Đi đi hết giờ rồi con. Đi chơi hết rồi. Mời cô chú ăn sáng ha. Ok. Uống cà cao nè. Trứng nè các bạn, trời ơi cái này ăn trứng lộn nè. Đem trứng ăn qua là đặt ra. Có nữa hả? Đặt không? Thôi con ăn trứng quậy đi. Ăn sáng nha cô chú. Cái này có muốn chưa? Ê, đất cái này mặn dữ lắm. Ý là nó là ăn trứng á, mấy cái này em cho bỏ muối nè. Bỏ rồi hả? Nó cái chút gà ấy có ăn với lại xúc xích không? Đây cái chút chắc ở trong củ nè. Củ lạnh. Được rồi con. Để mình ra mình coi cái du lịch ở đây các bạn. Thì đất nhiều lắm. Đức qua đây DC á. Chắc mình đất không có tiếc nhiều bằng ở đây. Ở nuôi thì quá nhiều tiếc lắm. Bánh mì bơ các bạn. Ôi trời. Trời nướng nó không cành bị cháy quá trời nè ha. Nó ăn rồi nó uống nước ngọt. Bụng nó tấm rộng á. Có dứt nè. Uống ăn rốt không? Uống dứt. Uống sữa rồi chứ. Anh cầm nhìn em sữa rồi đó con. Hai mày con ọt kia kìa. Có ai nhanh. Chạy lúc dưới đó luôn rồi. Ô nhỏ này, con bé này nó đi si giỏi ghê không. Coi nè. Wow. Nhã đi giỏi không? Ồ bữa nay trời quá trời đẹp luôn các bạn. Trời đẹp dữ lắm. Cái khúc này là mấy đứa nhỏ nó đi thôi ha. Còn nếu mà muốn đi xa nữa phải lên trên kia. Cái dốc bự cao quá. Ôi. Cái gì đó xuống cái chung nữa hả? Alex đâu không thấy mày cũng mũi đâu hết nè. Anh chặn cái này lại cho nó chắc giùm em được không? Ok, quay chưa vậy? Sao đây là tiết mục? Một, hai, tiết ba. Tiết mục cống nha các bạn. Alex đi trước đi sau. Alex trước rồi đấy. Alex sao, Alex sao. Ôi chạy ghê lắm á. Ô hai người nặng mới chạy nhanh hơn. Đạm nha. Ê, chạy lên cái dấu không? Anh lấy đâu cái đỉnh này luôn hả? Anh cái dốc này chạy không ghê bằng cái dốc ở trên kia anh ha. Cái dốc này nó dài các bạn. Cho nên là không có ghê bằng cái dốc trên kia. Cái dốc trên kia nó dốc nó chạy nó nhanh gớm lắm. Ở sảnh kìa. Bây giờ tụi Huyền với anh Hùng đi lên ngược lại lên dốc đó các bạn. Hồi tụi Huyền chơi chui trốn ở gì? Chui ngang chướng ngại vật nha. Vui á hả? Mắc kẹt ngay cái dốc kìa. Vui lắm các bạn. Gia đình nhỏ tống ba kìa các bạn. Giờ chưa? Alex lái phải không? Alex lái phải không? Chưa, em chưa có lên. Alex chào nè Alex. Hello. Chưa, anh lái đi. Rồi, chưa nha. Dừng chưa? Rồi. Chạy nổi không?
Cho các bạn coi. Tụi mình lái chuyến bay giật nha. Ba người nó đi xuống đây luôn nè. Mệt quá cả nhà. Lần này không có té cù mèo giống như đợt trước nữa ha. Các bạn nếu mà mình mua thẻ thì mình đi lên bằng cái thang máy này ha. Nhưng mà tụi Huyền không có mua thẻ, tụi Huyền đi để cho thể dục các bạn. Thật ra cái dốc này nó có chút xíu à. Huyền thấy thôi để tụi Huyền đi lên đi xuống cho nó có thể dục. Đó. Đi lên đây để tập thể thao mà. Dạ. Alex nè. Ồ đẹp quá, hai mấy cái gì kia, mấy chục cây số. Các bạn coi nè. Em đổ mồ hôi rồi anh. Đổ mồ hôi rồi, nực rồi. Đẹp ha. Các bạn thấy cảnh đẹp không? Chứ thật ra mình đi dạo cũng được đó. Người ta dùng cái xi dài, các bạn, người ta đi lòn 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 vô trong mấy khu này nè. Người ta đi đó. Dạ. Ủa, cái nắng nóng rồi nha. Nóng quá, nực quá. Vui vui lắm cái nhà. Còn ở chỗ này đó con nít chơi không à, chứ không có người lớn nhiều anh ha. Người lớn đi mấy nhóm khác. Người lớn chỉ là đi theo con nít thôi các bạn. Còn ở bên kia cà chơi thấy sport lắm. Đó. Wow. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Té rồi, té rồi. Ủa, nóng lắm nha các bạn. Cái nắng á, cái nắng rồi tuyết á. Tuyết xong kia nó ché lên nó nóng dữ lắm. Cho nên mình đi mình cảm thấy hơi nực nè. Vui á. Bên đây là gia đình nhỏ đi thể thao đã luôn. Ở chỗ đây có chỗ người ngồi nướng xúc xích nữa nè. Chỗ ngồi nghỉ mệt đó. Alex lái một mình hả? Hay là bây giờ đi vô DC Alex? Hả? Giờ anh Hùng sẽ đi xuống dưới đó ha. Bỏ để... mấy chục năm rồi. Đi không cần chống luôn nha. Có chống đâu mà cần. Quên đem mất tiêu. Đó, mấy cái Hùng đi nè. Nó vẫn kìa trột luôn mà. Anh Hùng chú ngại giật. Ba ba đi ngồi với bộ Alex. Alex không đi chung với ba ba tập cho nó quen đi. Đã mất tiêu rồi. Mất. Đó rồi đó. Ở đây người ta đi mấy cái này nhiều lắm các bạn. Đi mấy cái xi dài á. Đây nè. Ba ba đâu rồi? Bây giờ Huyền với lại Alex đi xuống dưới. Xuống dưới quay ba ba chạy xuống nha. Let's go. Xuống được. Rồi. Let's go. Lái nha. À, ngồi kìa rất là nhiều. Được. Let's go. Let's go. Đừng có bẻ vòng vòng nha. Té đó. Trời ơi, chú nhà giật hả? Gãy á. Ghê quá cô chú ơi. Mr. Hùng nè.
trớn rồi. Đó, mà lách đi nè. Rồi chạy xuống đi. Chạy. Chạy xuống lúc ở dưới luôn, chút ba xuống. Ok. Đó, lát đang đập, đang tập đi si với cô chú. Đó, Alex xuống kìa, ngầu không? Quẹo coi. Alex giỏi không? Alex biết đi chưa? Alex, vui không? Đi nữa tập nữa nha. Ok. Đó, bây giờ Alex đi sắp thành công rồi nha cô chú. Đi không? Khom xuống. Khom xuống. Wow, lãng coi. Đó, quẹo coi. Ôi, quẹo ghê. Giỏi chứ. Ô, Alex giỏi ghê. Người ta mới đi 2-3 lần là được rồi đó. Ôi, chạy vô cái nhà đó luôn. Wow, giỏi. Wow, Alex biết thắng ngầu vậy, trời đi lui nữa kìa. Giỏi quá. Alex mệt rồi, đi hồi nãy giờ cũng mệt rồi nè. Đi hồi Huyền mệt quá cả nhà ơi. Đi 2 tiếng rồi. Dạ, mà tôi Huyền muốn cái nhà ở đây gần đã đó các bạn. Sướng. Mệt hay các nước gì cái vô đây nghỉ mệt nè ha. Giờ Huyền vô đây, Huyền nghỉ mệt, anh Hùng với Alex ra ngoài chơi tiếp. Chuẩn bị đi tới nè. Huyền lấy phim ra. Đã lắm. Hôm nay Huyền hên với sợ luôn. Hôm qua gió với lại tuyết đổ nhiều các bạn. Mà hôm nay trời im rú luôn. Đi khách du lịch đông. Thôi Huyền vô nghỉ mệt đi. Xong chưa? Chắc gần xong rồi. Mà hôm nay bên ngoài êm dễ sợ êm luôn. Không miếng gió luôn các bạn. Đã lắm. Sau khi gia đình Huyền vô nghỉ mệt, ăn uống ngủ một giấc, bây giờ ra chơi tiếp các bạn. Mẹ tôi ngủ quá, mẹ coi phim, ba đang ngủ. Hồi nãy mẹ ngủ trước rồi. Đó, bây giờ tụi Huyền ra chơi tiếp đấy. Bây giờ người ta đóng rồi cả nhà. Mấy cái thang DC á, người ta đóng rồi. Đóng 4 giờ rưỡi là đóng rồi. Bây giờ bên Huyền là gần 6 giờ ha. Đã cho Alex ra chơi. Bây giờ chỉ còn gia đình Huyền thôi, chơi đã luôn á. Ôi Tú ơi, không cho em bé uống nước ngọt là mất ói á. Ờ, không cho em bé uống nước ngọt là mắc ói đó. Tại hôm nay nó uống 3 chai một lượt nè. Đó, mình quay sơ cho các bạn coi ha. Giờ này cái thang đó đóng rồi các bạn. Gần người ta cũng không có chơi nữa. Bây giờ tới nhà Huyền ra quanh tạc nha. Giờ xéo rồi. Wow. Alex, ba mới tập có một chút à. Một ngày rồi đó. Bây giờ là quen rồi. Giỏi rồi. Giỏi lắm luôn á. Ngày mai có thể mua cho cái thang kéo nó đi được rồi. Hai cha con đi đi. Em thu tre. Wow, Alex ngầu chưa? Ba ba. Alex Huyền đi giỏi lắm các bạn. Hôm nay anh Hùng tập cho nó mới có nửa buổi thôi ha, mà anh đi quá rành luôn. Anh Hùng kìa. Đi đâu vậy ba ba, đi đâu vậy ba ba? À, cái đó lái không được, cái đó chỉ tuột nằm xuống thôi. Cái này nó muốn đưa đi đâu đưa rồi. Cái đó tâm linh nha các bạn, nó muốn đưa đi đâu đưa. Còn cái này thì có tay lái nè.
Dạ, bên này Alex chạy giỏi quá ta. Đông người đó. Alex đi giỏi rồi đó. Alex phải đi trước ngay giật bật á Alex. Mấy cái bật á. Vậy đó hả? Để Alex ráng tập đi. Okay. Rồi. Bây giờ Huyền với anh Hùng action nha các bạn. Huyền với anh Hùng khoái chơi cái gì nữa. Rồi Alex đi trước. Nó lạng action chút rồi. Rồi quẹo qua, lạng qua lặn lại coi. Lạng qua lặn lại con. Alex này giỏi quá ha. À. Giỏi quá rồi đó. Giỏi quá rồi. Đi con. Rồi quẹo qua bên trái. Giỏi. Ủa, anh xuống tuốt dưới luôn. Ôi. Được chưa? Chưa. Chân để đây nè. Chưa. Ok. 1, 2, 3. Chạy đâu đi chạy các bạn ơi. Mình quẹo không có được. Ôi, nó chạy nhanh lắm à. Chết rồi. Xong rồi. Trời. Trời cái mặt kìa. Mặt thiệt ơi. Ôi, cái cây này nó sụp xuống luôn rồi các bạn. Trời đi cái miếng này mới cười lắm. Mình lái không có được. Nó muốn đưa đi đâu nó đưa à. À nó bây giờ em hết ngồi gì được. Nó lúng quá. Ôi. Trời ơi, nó lạnh cái mặt. Vui hả? Trời Alex kia lúc dưới kia luôn rồi nè. Nó lúc dưới kia nè. Trời nó lạnh quá. Nó lạnh cái mặt, nó lạnh cái mặt ghê luôn á. Trời ơi, kéo mây tới rồi các bạn. Tối nay nó báo tuyết á, tuyết rơi nữa đó. Để anh đẩy nha. Đâu vòng vòng vậy. Trời chạy đâu vòng vòng vậy. Sao nó chạy ngay xuống. Nó cột nó không có đi đâu hết chứ. Ừ. Chạy ngay xuống được không? Em nằm xuống luôn thử coi. Nằm xuống. Cái này chứ phải để anh đạp một cái nó chạy xuống không nha. Em nằm anh đạp một cái. Chết rồi vô trong kia luôn đó, chạy xuống đó, nằm yên luôn. Ô, vui quá. Ừ, cái này đâu có cái lái đâu. Nó muốn chạy đi đâu nó chạy à. Người cá. Các bạn thấy người cá chưa? Cái này phải phải sắm cái cặp chèo nữa hả? Trời, Dũng làm kiểu không? Khói rồi. Mà cái đó nó trơn, nó chạy nhanh dữ lắm các bạn. Nó chạy nhanh, nó đã dữ lắm. Rồi bây giờ gia đình nhỏ sẽ đi một cái cuối cùng cho nó vui nha. Hello, Alex hello kìa. Let's go. Alex chạy trước hay sao? Sao? Alex chạy sau đi, Alex chạy sau cũng được. Đi cái miếng này nó ghê thiệt coi chứ. Nó chạy nhanh mà nó muốn chạy đâu chạy nha. Rồi để okay. Cái giò lên. Các bạn thấy không? La. Ôi bữa nay chị ngon vậy. Trời ơi, trời ơi, ngon đâu ngon. Trời ơi, ghê lắm nha.
Trời ơi, đâu rồi? Coi nè. Ui, cái mặt. Ô, má ơi, nó chạy nhanh. Đâu, giấu mặt đâu. Đưa cái mặt xuống tiếp nè. Ai lấy cái rồi? My God. Dám đi nữa không? Cái mặt rét quá. Thôi sợ rồi. Đi cái miếng này ghê quá. Ốp nguyên cái này xuống nè. Rồi. Rồi nè. Ôi. Đi. Wow. Thật ra mình đi cái mà nó có lái á, tay lái á, nó dễ hơn. Nổi. Tối thui rồi các bạn ơi, tối quá rồi. Okay. Mới đây mà sụp tối rồi. Xuống kêu rồi mặt mày. Nè, lấy cái này. Ồ, xuống tối xuống. Nhanh quá ha. Là tối rồi. Nhanh các bạn. Bây giờ là chắc 7 giờ mấy các bạn. Mặt mày người ghê quá rồi. Ây da. Sau 3 phút nó mới cháy nè các bạn. Sau 3 phút rưỡi là nó cháy vậy nè các bạn. Đóng lại nè. Đóng nhẹ nhẹ lại coi. Ôi, lấy giỏi quá hả, lấy đốt lửa giỏi quá ha. Rồi mở nhỏ nhỏ lại, để được rồi đó. Wow, lấy giỏi quá ha. High five. Hello, lấy... buổi tối. Khoai lang chín rồi nè. Khoai lang chín rồi hả? À, để mình quay coi nè. Mình có đem bọc khoai lang theo các bạn. Hay sao? Dạ. À, nhưng mà Hoàng Thái nướng trong cái lò kia nó phiêu quá. Cho nên mình thảy vô đây mình nướng nha. À, khoai lang nấu rồi nhưng mà mình nướng lại cho nó nóng với lại cho nó thơm á. Thơm lắm anh. Dạ. Khoai lang mua của Alfood nha cả nhà. Dạ, mẹ lấy liền, đợi chút con. Tụi Huyền ăn cho hết đồ. Mai mấy cái đồ về. Mang theo cho khỏi sắp về á. Thật ra cũng đem đâu có đem gì nhiều đó hả? Mấy ổ bánh mì với trứng thôi. Mẹ ăn cái đồ này chút nữa anh ăn. Để dạ. Nóng chút. Còn mì gói nữa kìa. Ôi trời trời, dữ vậy. Này tiêu hao năng lượng lắm luôn á. Bây giờ cả... cam hay ba lột. Ba lấy dĩa cắt ha con ha. Bây giờ cả nhà Huyền, ủa nãy giờ ba đốt quá hả? Đốt rồi đó. Đó, cả nhà Huyền đang đốt lò củi đi cho nó ấm cúng ấy các bạn. Mà hồi tối đốt xong rồi hả, trời nóng được quá, Huyền ngủ không được luôn. Hôm qua nóng quá trời nóng luôn á. Ngủ không được, Huyền ngủ sợ ma. Anh lấy cái gì quá. Đó. Đây nè, ở đây thì mình mướn mỗi ngày người ta cho mình một bao củi các bạn. Nhưng mà đốt đâu có hết đâu, nói vậy thôi chứ không có hết. Hết rồi, hết một củi rồi nè. Bây giờ đây nè, khoai lang này trụ thơm quá. Khoai lang này thật ra nấu xong rồi cái Huyền bỏ vô nướng lại cho nó thơm á. Đó, ba đây nè. Tụi Huyền à, ăn tối xong rồi nghỉ ngơi, ngày mai tụi Huyền cũng sẽ đi về sớm hoặc là cho lecture chút xíu, chưa trưa tụi Huyền về các bạn. Ờ, cả nhà Huyền thấy chơi 2 ngày là đủ rồi các bạn. Đủ quá. Ha, 2 ngày quá đủ rồi. Ở thêm ngày nữa chắc cũng thừa. Đâu có sức đâu nữa mà mình đi. Hết sức các bạn ơi. Bởi vì mình đi xe á, mình leo núi đồ á. Nó mệt dữ lắm các bạn. Em cầm bia xong nó vừa đủ vậy, bên đây cũng còn 2 chai. Dạ, ngày uống chai đủ rồi. Trời. Nó cần sức lên được không? Đó. Bên này lấy bì quá chừng đi rồi. Giỏi quá này. Năm tới là lấy giỏi luôn rồi đó. Ừ, đúng rồi em, anh em. Score. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Tôi mở cái này ra anh em. Tối rồi đâu còn mở cái đó rồi đấy. Lấy ăn cái này không? Ba đút cho em. Em có hỏi là gì? Hỏi gì? Lá đi xe có giỏi không? Giỏi. Ai lấy cái ba tập có một ngày à? Đi được rồi. Đâu có tập một ngày đâu, ở chỗ đi rồi. Nghĩ hả, tập một buổi chứ không phải một ngày nói tự đi. Nhưng mà năm vừa rồi nó cũng đi chút xíu rồi. Nhưng mà năm nay đi mới giỏi nè. Giỏi á. Anh đứng thôi á, không còn này đâu. Đó nhà nghỉ mát bây giờ em với nó biết rồi đó đúng không?
Thật ra cái đời sống nó quy như ta vậy đó. Mà các bạn biết không, cái cảm giác lên đây cái con người của mình nó rất là thư giãn đó, cái kiểu nó sao ta, thấy tâm hồn nó lắng động các bạn, cái kiểu gì Alex đừng có, cái kiểu lên đây đúng là cái kiểu nghỉ dưỡng yên tĩnh đó các bạn, rất là yên tĩnh luôn rồi. Nhìn cảnh nữa đẹp lắm. Với lại mình thấy người Na Uy nó gắn liền với núi núi các bạn. Nó quen rồi. Dạ. Tiết hay là gió rồi người ta không có ngại ngùng cái đó. Người ta muốn ra ngoài đi là đi rồi. Không có ngại tuyết rơi vậy đó. Còn mà những người mà chưa có quen thấy tuyết rồi gió thổi hú hú là sợ rồi ha. Chỉ muốn ở nhà thôi. Ba, nhà của Noah số 8, nhà có bạn, nhà của nó bự lắm. Sao lại biết? Rồi nó coi trong cái đấy nó, nè nó bự hơn đó nè, nhà của mình nhỏ hơn nhà của nó. Lấy coi nè, nó giỏi vậy, nó tự coi lấy biết. Nó có 2 tầng lượng đó. Wow, bự dưới. Cháu có quá trời kính luôn. Kính đó hả? Dạ. Hai cha con Alex đi 2 ngày mà chơi là lời luôn á. Chơi quá trời chơi. Chơi quá trời chơi. Chơi quá trời chơi. Chơi đó mùng 1 rồi nó vô mùng 5 ngủ một giấc rồi mà hai cha con chưa vô nữa. Vừa vô tới đây nó rủ đi tiếp. Vừa vô nó uống nước xong nó khỏe xong nó rủ đi tiếp các bạn. Cho nên mình chiều ảnh á. Lên đây là chú ý để cho anh đi chơi mà. Mà hồi lên đây còn khoái chơi cái ò ke mà chơi kiểu bạo lực tống 3-4 người té vui. Té không có đau cả nhà. Té không có đau vậy á. Nhảy vô tiếp liền mà té xuống cái. Hồi nãy đứng ngoài kia á. Sáng nãy hồi nãy thế mà té mà làm đau phải mà. Té nhõng cả. Vui á. Chơi đó vui, phải có ai quay á ha. Ý nghỉ mùa đông á thì học sinh mấy đứa nhỏ nó nghỉ chung cái tuần đó, nhưng mà cha mẹ á, cha mẹ phải đi làm á, nhiều người đi làm á thì cũng có thể có người xin nghỉ giữa tuần. Dạ. Hay là cũng có thể người xin đầu tuần, còn như mình á thì mình tự quyết định rồi, muốn nghỉ lúc nào cũng được thì dạ. nó đợi ba sếp đó, đợi ba sếp của tao mới xin phải mà ba. Đây là sếp nè, má mơ mới là sếp con. Ba ba chỉ ăn theo. Ủa mẹ là sếp hả? Dạ. Má mơ kêu đi rồi, ba ba mới đi. Dạ đấy. Ủa ở đó không, ở đó cũng sếp mà, ở sếp mẹ là ở đó phải sếp hả? Dạ. Sếp nhỏ. Thì tối rồi tụi Huyền sẽ tạm biệt các bạn tại đây ha. Hẹn các bạn ngày mai trên đường về. Bye bye. Ok, bye bye các bạn. Bye bye cô chú đây con. Bye bye. Con chú.